cô gái vì muốn chứng minh mình là nữ trực tiếp kéo áo lên trước mặt bao người trên sân cỏ xanh tràn ngập hóc môn nam thực lực của cô ấy áp đảo hết tất cả các nam sinh làm thủ môn đội đối thủ òa à khóc nhưng sao cô ấy vào được đội bóng nam đây hóa viola là tiền vệ đội bóng đá nữ của trường nhưng trường học lại đột nhiên quyết định giải tán đội bóng đá nữ viola đề ra ý kiến liệu có cùng đội bóng nam huấn luyện không nhưng huấn luyện viên cho rằng bóng đá là môn thể thao của nam giới dạy cho đội bóng nữ chính là lãng phí thời gian của ông ấy Thế là để thực hiện giấc mộng bóng đá của mình, Viola nhân lúc anh trai Sebastian trốn học đi chơi cho ban nhạc. Giả mạo anh trai mình đến tham gia đội bóng nam, để đánh bại đội bóng nam của trường mình. Từ đó chứng minh đội bóng nữ không thua kém đội nam, ai nói nữ thì không bằng nam chứ. Tiếp đó, Viola tìm đến bạn tốt là Tony để thiết kế tạo hình cho mình, sau đó dùng tấm vải trắng quấn lấy vùng ngực. Cuối cùng, ra đường học cách đi đứng và chào hỏi, của nam giới, một chàng trai nữ giả nam cứ thế lẻn vào một nơi đầy nam, Viola vừa đến ký túc xá của anh mình, đã không cẩn thận làm rơi ra băng vệ sinh, đối mặt với sự nghi ngờ của bạn cùng phòng đúc. Viola vội vàng nói rằng mình thường bị chảy máu mũi còn thứ này có hiệu quả thấm máu rất tốt ừm oh, wow. Beckham rất hay làm như vậy tiếp đó Viola thành thục thị phạm cho họ xem trực tiếp nhét vào sẽ giúp bạn thấm thật sạch sau đó Viola tham gia vào buổi luyện tập của đội bóng nhưng bởi vì khuyết điểm bẩm sinh về chiều cao nên cô ấy không may bị xếp vào đội dự bị sau khi luyện tập xong mọi người ai cũng người đầy mồ hôi các đồng đội nhiệt tình gọi Viola đi tắm cùng thế này phải làm sao đây Viola nhất thời không biết làm gì may là huấn luyện viên có việc tìm cô ấy cô ấy mới thoát được một kiếp. Đến tối, cô ấy lén lút chạy đến nhà tắm. Kết quả là chút nữa thì bị đúc phát hiện. Gặp sau nhé. Này, cậu quên này tấm vải quấn chân này. Ngày luyện tập thứ hai, Viola bị ăn một bóng vào vùng hiểm, nhưng cô ấy lại chẳng thấy gì. Đồng đội nhìn thấy còn cảm thấy đau thay cho Viola. May thay Viola phản ứng nhanh mới không lộ sơ hở. Xem ra việc nữ giả nam cũng không hề dễ dàng gì. Luôn phải chú ý không để người khác nhìn ra sơ hở. Những ngày tiếp theo, Viola muốn thử hòa nhập với tập thể, nhưng mọi người đều không chịu được kiểu cố làm ra vẻ của Viola còn thêm việc nhìn thấy viola mỗi lần luyện tập xong đều không tắm dẫn đến việc mọi người đều xa lánh cô ấy tiếp tục như vậy thì sao được viola chỉ có thể gọi điện cho tony để cầu cứu tony nghĩ ra cho viola một tiệt chiêu hôm sau trước mặt đám người đúc một cô gái chân dài vừa đến đã ôm trầm lấy viola nhưng lại bị viola vô tình đuổi đi đám người đúc có hơi khó hiểu mỹ nữ này là mù rồi sao không ngờ giây tiếp theo lại một cô gái sexy nữa chủ động bày tỏ với viola đám đúc nhìn đến ngơ ngác chiêu này quả nhiên có hiệu quả viola lập tức trở thành thành yêu đương trong mắt bọn họ dựa vào nhân duyên với các cô gái quá tốt chấm viola rất nhanh đã trở thành thần tượng của tất cả nam sinh trong trường trên lớp thí nghiệm viola và olivia trò chuyện rất vui vẻ lúc này đúc không ngồi im được nữa rồi cậu ấy vẫn luôn yêu thầm olivia nhưng không biết làm thế nào để bắt chuyện thế là đúc nhờ viola giúp đỡ làm cầu nối để báo đáp đúc sẵn sàng truyền thụ kỹ thuật bóng đá của mình lại cho viola chuyện này khiến viola cực kỳ vui có sự giúp đỡ của đúc viola bắt đầu điên cuồng tập luyện cả ngày lẫn đêm đồng thời lúc đó viola cũng nhiệt tình gán ghép đúc và olivia thường xuyên khen đúc trước mặt olivia nhưng không ngờ là Olivia không hề có cảm giác gì với Đúc. Ngược lại Olivia lại có cảm giác với Viola. Mấy ngày sau, thị trấn tổ chức một buổi hoạt động từ thiện kỳ lạ. Ban tổ chức sẽ bán đấu giá nụ hôn của các cô gái để quyên góp tiền, mà mẹ của Viola lại là một trong những người tổ chức, nên dụ dỗ hai người họ đến tham gia, vì để thân phận không bị lộ, Viola không còn cách nào khác ngoài việc phải liên tục thay đổi trang phục. Lúc thì mặc váy đỏ ứng phó với mẹ, lúc thì lại đổi thành sơ mi caro để giả làm Sebastian đối phó với Đúc, đến cuộc đấu giá nụ hôn, các chàng trai lập tức xếp thành một hàng dài. Cô gái lên sân khấu đầu tiên là Olivia, nhưng sau khi hôn 350 người, Olivia cuối cùng cũng không chịu được nữa và xin đổi người. Thay Olivia chính là Viola đã đổi lại trang phục cho nữ. Còn chàng trai tiếp theo chính là Đúc, cậu ấy không hề nhận ra Viola. Đúc cảm thấy thất vọng vì không thể hôn Olivia. Viola lúc này cũng rất ngượng ngùng, nhưng lại không thể từ chối nhiệm vụ của mẹ giao cho. Thế là cũng nhắm mắt và trao nụ hôn, nhưng chính vì nụ hôn này, khiến Viola có được cảm giác rung động. Còn Đúc lại không biết rằng, cô gái mà cậu ấy đang hôn, chính là người bạn cùng phòng được mình xem là anh em tối về đến ký túc xá bởi vì nụ hôn đó khiến cho hai người không thể bình tĩnh như bình thường nữa viola cũng có chút rung động với đúc cô ấy cố ý hỏi đúc rằng hôn em gái mình có cảm giác như thế nào đúc đỏ mặt miệng nói lung tung rất rõ ràng đó chính là nụ hôn đầu của anh ấy viola lấy thân phận của anh trai cổ vũ đúc dũng cảm theo đuổi em gái mình hôm sau lúc cả hai đang tập gym huấn luyện viên đột nhiên tìm đến viola hóa ra sự nỗ lực của cô ấy đã nhận được sự chấp nhận của ông vậy nên huấn luyện viên quyết định gọi viola từ đội dự bị lên đội hình chính thức viola phấn khích ôm lấy đúc nhìn tay của Viola là biết cô là một người háo sắc. Dọa cho Đúc hết hồn, Olivia bên cạnh nhìn họ rồi thở dài. Viola vẫn luôn gán ghép cô ấy và Đúc, nhưng cầu huyết là, người Olivia thích lại là nữ giả nam Viola. Olivia muốn thử thăm dò cảm giác mà của Viola đối với mình. Thế là cô ý tiến lên hẹn Đúc còn đi ăn tối. Đúc thấy Olivia xong không biết trời trăng gì, đứng cũng không vững nữa rồi. Lúc này, Viola đã lên cơn ghen, cô ấy đuổi theo Olivia, thử ngăn cản buổi hẹn hò giữa Olivia và Đúc, nhưng không ngờ điều này lại khiến Olivia càng chắc chắn dự đoán của mình hơn. Chấm vì để thêm một mồi lửa nữa olivia mời viola đi cùng buổi tối olivia cố tình thân mật với đúc viola quả nhiên đã bị làm cho tức giận bỏ về nhưng olivia lại âm thầm cảm thấy đắc ý olivia hiểu nhầm rằng viola vì thích mình nên mới lên cơn ghen buổi tối sau khi trở về cô ấy nhân cơ hội chạy đi tìm viola để tỏ tình vừa gặp đã không nói gì mà trao cho viola một nụ hôn nhưng không ngờ rằng người olivia hôn hoàn toàn không phải là viola mà là anh trai sebastian vừa trở về từ london của viola chuyện cầu huyết hơn chính là cảnh này trùng hợp lại bị đúc nhìn thấy cậu ấy tức đến mức mặt xanh lè rõ ràng nói là giúp mình theo đuổi olivia nhưng quay đầu lại đào góc tường nhà mình viola không biết gì vừa về đến ký túc xá đã bị đúc mắng trong một trận phủ đầu tiếp đó còn bị đuổi ra khỏi ký túc xá sau đó sebastian không biết gì về đến ký túc xá ngày hôm sau lại bị kéo lên sân bóng trong trạng thái ngơ ngác hoàn toàn khi viola ngủ quên đang vội vàng chạy đến sân bóng thì lại đứng hình nhìn thấy anh trai đang mặc đồng phục của mình tham gia trận đấu nhưng sebastian căn bản không biết đá biểu hiện trên sân thật sự là cạn lời những sai lầm liên tiếp giúp đối thủ phá cầu môn ghi bàn lúc này viola trong lòng cực kỳ sốt ruột Trận bóng này là cơ hội tốt nhất để cô ấy chứng minh mình. Đúng lúc này, hiệu trưởng đột nhiên dừng trận đấu lại, bởi vì ông ấy vừa nhận được một tin tức. Viola trên sân thật ra là một cô gái. Sebastian không hiểu gì, không còn cách nào, chỉ có thể tự chứng minh sự trong sạch của mình. Qua oh. wow, làm tốt lắm. Đó là con trai của tôi. Bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất trên thế giới. Lúc này, hiệu trưởng xấu hổ, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi sân bóng. Không dễ gì mới chờ đến giờ nghỉ giữa trận. Viola nhân cơ hội gặp được Sebastian nói chuyện mình giả mạo ra sau đó viola vội vàng thay đồng phục viola trở lại sân bóng tràn đầy khí thế còn mạnh mẽ hơn cả cầu thủ nam rất nhanh đã lật ngược tình thế gỡ được một bàn nhưng đúc trong lòng vẫn mang oán giận với viola cho dù có cơ hội cũng không chuyển bóng cho cô khiến cho đối thủ lại vào một bàn nữa viola thử giải thích hiểu lầm với đúc nhưng đúc không những không nghe mà còn xảy ra xích mích với thủ môn của đội đối phương hai đội bóng lao vào đánh nhau tình thế trên sân bỗng chốc trở nên hỗn loạn Olivia vội vàng chạy đến xem Viola có bị thương gì không, lúc này càng khiến Đúc nổi giận hơn. Viola không muốn tiếp tục bị Đúc hiểu lầm nữa, chỉ có thể nói ra bí mật mà mình che giấu. Chân tướng chính là như vậy. Mình thích cậu. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Đúc thì kinh ngạc, không thể chấp nhận việc một người con trai khác tỏ tình với mình. Viola nói rõ mọi chuyện với Đúc, cô ấy xé dâu quay nón giả đi và tháo tóc giả ra. Thậm chí vì để chứng minh mình là con gái, cô ấy còn dùng cách thô bạo và đơn giản nhất. Viola nói nỗi khổ của mình với mọi người, nguyên nhân cô ấy nữ giả nam đều là vì để theo đuổi giấc mộng bóng đá của mình. Lúc này huấn luyện viên của đội đối diện đưa ra kháng nghị, bóng đá nam sao có thể để nữ giới vào sân, nhưng huấn luyện viên của Viola là một người nóng tính, còn lằng nhằng nữa thì kiện ông kỳ thị giới tính. Trận đấu bắt đầu lại, Viola và Đúc cùng nhau phối hợp, khí thế của đội bóng cũng được đẩy lên cao nhất. Viola trên sân bóng như bất bại, dưới sự phối hợp của Đúc, rất nhanh đã san bằng tỷ số. Vào lúc trận đấu sắp kết thúc, Viola liên tiếp dẫn bóng vượt qua cầu thủ đối phương, nhưng lại bị đối thủ hất ngã. Cô ấy cũng vì vậy mà có được cơ hội đá phạt. Thủ môn trên mặt khinh bỉ không ngừng nói những lời khiêu khích để làm Viola phân tâm, hướng bóng của Viola cũng bị đối phương dự đoán đúng. Chỉ có điều lần này có sự phối hợp của Đúc. một cú đánh đầu tuyệt đẹp của Đúc, Viola không hề do dự, một cú bay người suốt cao, bóng phá lưới, thủ môn không thể nào chấp nhận kết quả này, vừa khóc vừa la hét rồi chạy ra khỏi sân. Viola cuối cùng cũng chứng minh được mình, ai nói nữ thì không bằng nam chứ? Viola không những nhận được sự tôn trọng mà còn thu hoạch được tình yêu. Viola cùng với Đúc trở thành cặp đôi tử thần trên sân bóng. còn Sebastian thì trực tiếp ngồi không cũng thắng, thuận lợi kết hôn cùng Olivia bởi vì có ước mơ cuộc sống của chúng ta mới ngập tràn màu sắc chỉ cần bạn kiên trì cuối cùng sẽ phát hiện mọi nỗ lực bỏ ra đều xứng đáng